Bắt đầu đi chiến đấu. Dịch vụ sông e. Quả mùa hôm nay nhão quá chết dở. Thời tiết hôm nay rất đẹp. Sáng sớm mới mưa xong. Vâng, vừa em mới xuống mồi cách đây khoảng 5 phút. Đấy, có chưa thấy động tĩnh gì, mới hạ sớm. Vẫn là bộ cần bộ máy huyền thoại của em đánh. Nói bi và Anivio. Hôm nay hổ rất vắng. Chẳng có ba anh em ngồi bên đông. Chắc này đẹp rời quá, đi hết hết được dịch vụ quá. Hồ này gần nhà em nên là ra cho tiện, lười đi. Đánh ở đây được cái cá ăn rất là ngon. Cá không to lắm, nhưng cũng có ẩn số rất là ít. Mà cá rất là ngon. Cá sông sông ngăn vào, nước ra nước vào liên tục. Hàng rồi các cụ ơi. Ui chập rồi. Rồi chép. Phói cả cụ. Chắc bẻ rồi. Rồi bắt rồi đã. Có hàng rồi cũng nha. Chép chép chép. Ha, cha cha. Em chưa bị khá phết. Con này chắc phải được hơn cân. Lại được xích cá rồi. Lại tiếp tục xích cá. Con thứ ba. Con này khá phết. Con này phải
cân. Chép toàn chép ngon là cả củ ấy. Vâng, bây giờ thì cũng gần 5 giờ rồi. Ngồi từ 2 giờ ấy. Thế bây giờ chưa được giải pháp nào. Có hiện tượng là cá không đi ăn nữa. Bây giờ em thu quân về sớm. Đây, hôm nay thì thành quả ngày hôm nay đây. Đây, ra được mấy con này. Bốn chú, một con to nhất thì được khoảng hơn cân, con bé được khoảng 3-4 lạng, 5 lạng, là phải là thành công rồi, tạo được rồi. Còn bây giờ em phải thu đồ đi về đã. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo nhé.